À, các bạn ạ, sau khi mình đã hơ nóng và mình đã put in water, nhúng nước, thì nó đã thành màu xanh như này. Như thế này thôi, nhưng mà đừng đùa với uy lực của em nó. Các bạn có thấy nó mới hơn không ạ? Đấy, khác là chúng ta vừa sơn nó một lớp. Như vậy chúng ta sẽ đem đi lắp vào và thử xem nó có còn kêu không nhá. Nếu mà kêu ấy thì các bạn nên đi thay mới luôn. Đấy, chứ đừng thắc mắc gì nhiều. Bởi vì các bạn làm, nếu mà các bạn làm y như mình như thế này, thẳng như thế này mà kêu nữa thì nhiều khả năng là cái dĩa sau của nó ấy nó cũng bị nhọn, hoặc là xích của các bạn đã kém quá rồi nên đi thay mới. Đấy là mình ra mình nói đấy. Cái nguyên nhân mà các bạn, kể cả các bạn xe mới về, các bạn đi được một thời gian các bạn bị là các bạn làm y như mình này, mình đảm bảo cho các bạn 100% xe sẽ hết kêu. Các bạn đừng nên lật nhông như này nhá, lật nhông như này cũng không 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 đảm bảo đâu, mình chắc chắn luôn, mình cũng đã thử rồi. Mình đã từng đi sửa xe và người ta đã lật nhông cho mình đã chứng kiến là mình cảm thấy là không được tốt lắm. Ok, giờ mình sẽ lắp vào. Ok, như vậy là xong. Chúc các bạn thành công nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại nhé. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Vlogo. Vào một ngày đẹp trời thì cái xe yêu quý của các bạn nó tự nhiên nó dở chứng, lại kêu loạch quạch, cọc cà, cọc cạch. Và nhất là trong cái tình trạng mà các bạn mà chờ bạn gái đi chơi thì rất là vô duyên, phải không các bạn? Các bạn đã có thấy xấu hổ khi gặp thế không ạ? Thì nói chung là để bây giờ cái giá tiền để mình đi ra thợ sửa thì nó rơi tầm khoảng 270 đến 280, thậm chí là 300. Có cái loại giống xích tốt 320 thì các bạn sẽ mất một khoản tiền cũng khá là nhiều so với cái chỉ có một cái tiếng kêu mà các bạn sẽ phải mất là lấy tiền để xử lý nó. Nhưng ngày hôm nay thì Vlogo sẽ dành một chút thời gian để mà gửi tới các bạn một cái chia sẻ trong cái lĩnh vực xe cộ. Là cái cách để chúng ta xử lý cái tình trạng kêu quậy quậy đấy. Cái xe của mình nó đang hiện tại nó đang cũng như tình trạng y thế đấy, đi bắt đầu khởi động xe là nó kêu cạch 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 à nhầm nhầm nó kêu kêu kiểu như thế. Thế thì các bạn sẽ phải xử lý như thế nào thì ngay sau đây thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay nhá.
Và tất nhiên thì trên mạng bây giờ cũng có nhiều thợ cũng đã hướng dẫn cho chúng ta nhiều rồi. Thế nhưng cái cách của họ thì là cũng là đa phần là hướng tới các bạn phải thay nhông mới thôi. Và nếu có thì cũng khá là đơn giản. Như các bạn, như mình cũng đã xem một số anh cũng nói rằng là các bạn tháo ra và các bạn lật cái nhông từ mặt phải qua mặt trái. Thế nhưng thực tế cái tình trạng đó thì nó cũng không đỡ nhiều lắm đâu, nó sẽ vẫn kêu và kêu nho nhỏ, thậm chí là có những con lật ngược lại thì nó sẽ bị bật cả xích ra ngoài đó. Nhưng ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhé, không phải là hướng dẫn mà chia sẻ cho các bạn cái cách rất là hay. Ok, các bạn theo dõi nhé.
Các bạn ạ, nhìn này, các bạn nhìn thấy nhích xích của mình là nó cũng đã khá là kém rồi, nhưng mà vẫn tái tạo được. Ok. Các bạn hãy chú ý mình tháo những con ốc nào nhé, tránh tình trạng các bạn mà làm theo mà lại tháo nhầm ốc, mệt phết đấy. Rồi chúng ta sẽ tháo cái nhông con này. Rồi các bạn ạ, cái tiếng kêu đó nó phát ra từ cái này đấy các bạn. Đó. Mình nhớ không nhầm thì cái nhông xích này là mình đã thay từ tháng 4 năm 2019 và đến thời điểm này là tháng 10, nó đã được 6 tháng. Nếu như chúng ta sử dụng xe trong cái thời gian mà ngày nào cũng phải đi làm thì chúng ta nên thay. Đó, các bạn nhìn kỹ mà xem. Đó, cái này của mình nó đã mòn này. Đó. 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 Các bạn nhìn kỹ nhá. Đã mòn này. Và cái nhông của mình này nó vẫn còn rất là tốt. Nhưng nó tại sao lại có tiếng kêu? Đó. Đó. Một số anh thợ ở trên mạng thì có hướng dẫn chúng ta là chúng ta đang dùng cái mặt này, chúng ta sẽ quay ngược cái mặt này để lắp vào. Để làm gì? Để cho cái bánh, chúng ta hãy quan sát là một số những cái thanh này này. Một số những cái răng cưa của nó ấy, nó đang bị nghiêng về một phía, do khi nó tải thì nó sẽ quay như thế này. Đó, nó sẽ đổ do vì tải lặng của nó sẽ đổ về một bên này, đổ về một bên. Thì nó sẽ dẫn đến tình trạng gọi là không bám đều so với cả các khớp xích. Đó. Cho nên là chúng ta cần phải xử lý như thế nào? Chúng ta hãy lấy máy mài, chúng ta sẽ mài cho nó bằng, giả sử như những cái thanh này nhá. Những cái răng này nó bị đổ. Đấy, một cái răng này bị đổ này. Đó, thì chúng ta sẽ mài cái góc này. Đó, chúng ta sẽ mài cái góc này đi để nó sẽ được thẳng so với tất cả các răng còn lại. Đó, và ngay sau đây thì mình sẽ lấy máy mài mình mài.
các bạn lưu ý là lên nắp đá đá cắt vào để mài cho nó bằng nhá, không nên lên nắp đá mài nhá. Nắp đá mài này chúng ta không thể mài bằng được đâu. Rồi ok, như vậy là mình đã khắc phục được cái tình trạng kêu đấy. Đó, những cái khớp này nó đã bị gần xuống đó, là nó đã bị ăn mòn rồi. Như vậy là chúng ta đi sẽ kêu, đặc biệt là chúng ta để ý thật kỹ những cái răng nào mà nó bị nghiêng ngả về các phía nhá, chúng ta phải mài cho nó thẳng theo hướng trục. Đó, theo hướng này này, các bạn làm sao cho phải thật thẳng. Nó mà đã cong là chắc chắn là sẽ kêu, kêu rất khó chịu. Ok, như vậy là đã xong. Thì chúng ta không nên lắp, chúng ta có thể lắp lại được rồi. Thế nhưng mà khi chúng ta lắp lại ngay thì sẽ không được bền nhá. Như vậy thì nó sẽ chỉ được khoảng 6 tháng nữa nó sẽ bị lại, như chúng ta thay bộ sinh mới. Ok. Và sau đây mình sẽ làm thêm một cái công đoạn nữa là mình tôi cho nó cứng lên để mà nó sẽ được bền hơn. Bạn chờ mình nhá.
Đây mình sẽ sử dụng một cái đèn khò. Hoặc các bạn không có đèn khò, các bạn sẽ cho kê lên bếp ga, các bạn đốt khoảng 10 phút. Bạn quan sát bao giờ thấy các răng nó đỏ lên nhá, nó đỏ lên thì bạn chúng ta hãy nhúng nhanh vào nước để cho nó được sắt, cho nó được cứng thêm một chút nữa thì chúng ta sẽ đi sẽ được lâu. Mình đã làm cái biện pháp này khoảng năm 2015, hồi đấy mình đã làm cơ khí thì mình đã phát hiện ra cái tình trạng này, nhưng mà cũng có khả năng là chỉ có mình làm nên là cũng không ai biết, mình cũng không hay nói chuyện, không ai biết nhiều. Hôm nay sẽ chia sẻ anh em, mình nói thật sự là các bạn làm theo như mình này, các bạn sẽ đi được khoảng gấp 3 thời gian lên nhé. Đó, nếu mà bộ môn xích mà các bạn mà bị loạn mắt rồi thì mình sẽ đảm bảo cho các bạn là không bao giờ các bạn làm được như thế, mà là các bạn nhất là lên thay nhôm xích mới. Bảo là mình nói khoác, thực tế tôi thấy là mình làm như này nó sẽ còn ngon hơn cả những cái bộ, nó sẽ ngon hơn hẳn cho các bạn lật ngược lại. Các bạn lật ngược lại thì nó các răng của nó đã đi đổ rồi thì không bao giờ nó sẽ được ngon như chúng ta làm cho nó như lúc mới. Lúc mới là nó cân, tất cả các răng đều cân với nhau nên là khớp tất cả các mắt xích này. Đó. Các bạn theo dõi clip của mình, nếu thấy hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký để mình sẽ có động lực để ra những cái clip hay hơn nhé. Mình làm cái trong cái quá trình làm thì chắc chắn là nó không thể ra sai sót, hoặc những câu nói nó không được vừa tai, hoặc là nó không được hay lắm, do mình đang tập trung làm nên mình nói nó sẽ không được hay lắm. Các bạn hãy bỏ qua nhé. Người Việt Nam mình nói thì luôn luôn là với người này thì đúng, nhưng với người kia có thể là không đúng, các bạn hãy thông cảm. Đó, các bạn đã thấy nó đã chuyển màu chưa?